Sáng ngày 25 tháng 1, đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham dự chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân nhâm dần 2022 do Hội chữ thập đỏ tỉnh Sơn La và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Sơn La tổ chức tại xã Phương Khoài, huyện Yên Châu. Tại chương trình, đồng chí Lường Thị Vân Anh cùng đoàn công tác đã trao 200 xuất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm với tổng trị giá 200 triệu đồng cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và hộ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn xã Phiêng Khoài. Chương trình đã chia sẻ động viên người dân vượt qua khó khăn để đón Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 đầm ấm, vui tươi và an toàn với tinh thần để mọi người, mọi nhà đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau.